Mourinho được trả lương cao chót vót ở Fenerbahce. Jose Mourinho kiếm được khoản tiền khổng lồ sau khi nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ. Fenerbahce với hợp đồng có thời hạn 2 năm. Theo ESPN, Mourinho nhận lương 10,5 triệu euro, 11,4 triệu đô la Mỹ, năm. Con số này được chính Fenerbahce công bố trong một thông báo cho thị trường chứng khoán vào thứ Tư. 3 ngày sau khi cựu thuyền trưởng Manchester United ra mắt hoành tráng trước hàng ngàn người hâm mộ, đổi lại mức lương khủng trả Mourinho, Fenerbahce đưa ra nhiệm vụ cho người đặc biệt mang về chiếc cúp vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, điều đội chưa làm được kể từ 2014. Đội cũng sẽ tham gia vòng Play-off Champions League diễn ra vào tháng 7 tới. Dẫn dắt Fenerbahce là công việc đầu tiên của Jose Mourinho kể từ khi ông bị AS Roma sa thải vào hồi tháng 1. Đây cũng là lần đầu tiên sau 20 năm, vị chiến lược gia cá tính không còn ngồi ghế nóng ở một câu lạc bộ thuộc năm giải đấu hàng đầu châu Âu, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, kể từ khi ông rời Porto để làm huấn luyện viên trưởng Chelsea vào 2004. Từ đó đến nay, Mourinho cũng đã huấn luyện Inter Milan, Real Madrid, tiếp tục trở lại Chelsea, đến Manchester United rồi Tottenham và AS Roma trong một sự nghiệp đầy danh hiệu nhưng không thiếu những tranh cãi ngoài sân cỏ. Trong các câu lạc bộ này, chỉ với gà trống London là ông chưa kịp giúp họ giành cúp thì đã bị chủ tịch Daniel Levy sa thải ngay trước chung kết League Cup. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.